lòng trọng cho gia đình chúng tôi, rất là cảm ơn thầy. First of all, I'm very thankful to you because you help us to celebrate, have a very formal ceremony here in the temple. Cảm ơn gia đình hai họ. Thank you the family from both sides for coming here. Cảm ơn quý khách, anh chị, các cháu có mặt ngày hôm nay. Thank you, friend, and everyone else for coming here today. Hôm nay rất hân hạnh được làm xui với anh chị. Today I'm very happy to be the become the in-law to your family. Có các gì đơn hôm nay chúng ta tới đây nhà thầy tổ chức cái lễ ký đăng ký kết hôn cho hai cháu. So today we came here to ask thầy to sign the paperwork for the engagement and the wedding. Chủ yếu chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. I wish both of you will be stay happily forever. Hứa hẹn tương lai tươi sáng. And promising a bright future.